Hey, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình cũng đi đặt cái bẫy xong đó nha mọi người. Bây giờ đã đặt bẫy xong nè, bẫy cuối cùng mình ở đây nha mọi người. Mình đặt theo đề vậy không nè mọi người, theo đề vào vậy nè, dễ có ếch bự nha mọi người, ếch cũng nhiều nữa đó. Rồi giờ mình để chờ đợi xong mọi người, để em ơi chờ đợi thử coi có kết quả em mới biết nha mọi người. Mọi người, ngày hôm qua mình đặt ở khu vực này. Rồi bây giờ hôm nay mình lại qua khu vực này là mình thăm bẫy nha mọi người. Thăm lập ếch chứ không phải bẫy. Lập ếch. Rồi bây giờ là mình lại gần tới cái lập. Cái này. Có lươn nữa kìa mọi người, chưa cho mình thấy có lươn kìa mọi người. Ta. Ui cái dấu giò mọi người. Cái dấu giò, hình như đi dấu giò mà bữa nay vậy nè. Nó lăn 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 đó. Ở đây cho thấy ít chuyện chạy, thấy nhảy nhiều gì chứ gì. Ồ, cái này đây đây đó, ít bự của mọi người. Ui. Đó. Mấy em 1 2 em. Cá lóc luôn nè, cá lóc bóc nè mọi người. Rồi lươn nữa kìa. Vô rồi, 3 4 con luôn mọi người. Bây giờ cầm trực cô vô nhộng không nổi. Đưa em mấy em về đội này luôn. Đấy, đỡ như vậy. Rồi, thôi mình để mình ấp máy mình bắt cái gai nha mọi người. Dính cà rô rồi kia luôn nữa kìa. Đằng đầu đề này có một cái nữa nè mọi người. Đằng đó có một cái, mình có một cái nha. Nhu cho nội nhảy coi. Ồ, có nhảy kìa, coi mày có nhảy rồi. Có nhảy được chịu à. Trời ơi, giật lắm mọi người ơi. Vô rồi. Trời ơi. Bự bự không à. Ủa vô. Vô ơi. Chèn cũng chèn. Mình thấy không, tưởng nó không có về về đâu vô ơi. Đường em đi về đội luôn. Ui. Đấy đó. Đường ơi. Đã khứ rồi. Vậy mới được chứ, tưởng cái đồng hồ tội một túi luôn rồi mọi người. Ui, chuyện ở trên nè. Ui, bánh bánh luôn rồi. Ui. Vô rồi. Vậy mới được chứ. Mấy cây cho mọi người xem nha. Ôi, ui, con bánh bánh không. Vậy đem biểu coi. Cái lập nãy mình nói đâu, cái chỉ có 2-3 con ai về, nó tới 5 con rồi mọi người. Lập mới thầm nãy mắc cho tới 5 con. Quá. Em này 3 em nè. Em này 4 em nè. À. Đó không? Mình thêm coi, đầu tiên rồi. Ồ đây là 5 em nữa nè. Ồ ghê không? Một cái 5 em không là nho không nha mọi người. Mà 5 em hơi to con em ơi. Chưa chân bữa nay thăm bị ba cái thắt thu nha mọi người. Bữa nay mình đặt sao mà bị ba cái trên nằm trên khô ấn không chịu chạy mọi người. Ngộ thiệt. Cái mùi này có nước nó mới chạy hay gì á. Chứ khô nó không chịu chạy. Đây. Đây có nước nè. Thử có không? Chỗ này mà không có rồi mình bó tay luôn. Rồi thấy à, quạnh hiu nữa rồi mọi người ơi. Kỹ ta. À, trời ơi. Em khủng long bảo chúa. Trời ơi, khủng khiếp luôn. Mạnh khí luôn. Mày có ngày một mọi người. Bự thiệt mà có ngày một à. Ồ em cua nằm dưới nữa kìa. Đây nè. Em một bên em chả bá hình luôn. Đấy. Ồ trời. Ôi em trả bá hạnh luôn. À. Ôi ôi, mình nên nắm không vô mang cái bụng này. Khủng khiếp chưa. Ôi ôi. Rồi nó bán nha mọi người. Thì mình thăm tiếp cho mình xem nữa nha. Con cái này nha mọi người. Sao mà không thấy nó nhảy nè. Trời ơi lạ, trời em hết khủng long luôn mọi người ơi. Đó, thấy chưa. Mình chạy, mình ít có chạy thiệt. Mà ít con nó này mẹ mẹ của mọi người. Trời ơi, ít đâu ít, 2-3 con luôn.
Ủa khủng long bảo chúa nữa rồi. Vô rồi. Vô rồi. Đấy. Không cần nhiều nữa mọi người. Chỉ cần mà ít bự thôi. Nhiều mà ít mini không có gì à. Nói em nào nói cà ba hình không. Ôi. Đã vậy à. Phải rồi đó. Bắt cho mọi người xem nha. Ôi ôi. Trời cứu em rồi. Ôi ôi. Ôi ôi cái con này mà. Ôi trời ơi. Khủng long bảo chúa rồi. Mình đặt theo địa ít bự nhiều nha mọi người. Nhưng mà ngặt điều ít dính hơn là ít nhỏ nha. Ít này bự cỡ này rồi vô cái lợp mình là thấy nó muốn ngấy rồi đó. Muốn đầy lợp rồi đó. Lợp mình cũng hơi bé. Nói bé chứ vô cũng được 2kg nữa đó mọi người. Nghe cốt mà nói nó vô được 2kg đó. Đây là túi lưới của cốt săn bắt châu đốc tặng mình. Hai vợ chồng Mai tặng mình luôn. Để dành mình đi bắt ếch. Con này thả nha mọi người. Mini thả. Ôi mini 2-3 con nữa. Thôi mình ấp bán nha mọi người. Nè mọi người. Mình kế đây mình có con cá nè mọi người. Cái đầu nước này nè. Coi khui hàng coi có gì không. Sao thằng thấy sao im gu nữa rồi trời. Sao mày không giống cái đó mọi người. Ồ thế là cũng có đồng nước đó mọi người. Không đồng nước đó à, có không biết nhiều hết đây. Ồ ếch nhỏ không mọi người. Có mấy chỗ nhỏ mà cũng có ếch nhỏ không. Cua bự nữa. Có con cua chả bá hình. Ui vô mảnh rồi. Rồi có 2-3 em mini mọi người. Hình như ở đây có người ta đặt rồi hay gì á. Thấy đây như ta có đặt rồi hay gì á. Nó mở máy nha mọi người. Nè mọi người. Ở đây mình còn 2 cái nữa là hết. Hết cái 7-10 cái của mình nha mọi người. Hết lợp rồi đó. Còn 2 cái nhận cái điện nè. Là hết á. Thầm 8 cái. Hôm nay bị thất thu mấy cái nằm trên khô quá mọi người. Ôi trời. Trời trời mà thấy nó nay dính đây mọi người. Mà nằm trên khô nữa mọi người. Toàn nhẵn vậy. Nhất thích thì nhiều đây. Một em. Hai em. Ba em. Ồ em một em đại trướng rồi. Ui. Nè nó không chịu nhảy luôn. No quá no mồi à. Không chịu nhảy luôn mọi người. Ôi ui. Rồi con lấy thôi. Cái gì mới được chứ. Đó em. Còn khủng bố không? Em khủng bố luôn đó. Nhổ cây. Mình mới chốt mấy cây này nè mọi người. Ngày hôm qua mình làm không kịp á. Mình chốt không có chốt đẹp được mọi người. Nó không tròn luôn. Méo méo cơ mà. Thì bạ đi. Miễn sao mình đặt dính thôi. Chứ không cần tròn méo xanh ấy chứ. Chỉ cần nó dính là ok. Hy vọng hai cái cuối này nè. Mà hai cái cuối vô gì là mình mừng nha mọi người. Đây. Vậy cho mọi người coi em khủng long bảo chúa nữa đó mọi người. Trời ơi. Wow. Khủng long bảo chúa đó mọi người ơi. Sướng. Đã nha. Hai con bự mọi người. Đây con bự nè. Vô đưa em về đội. Đưa qua đây. Quấn chết bây giờ nè. Đây. Đây là ba em cuối cùng thôi hết rồi mình nó bán nha mọi người rồi mình lại thăm cái đằng đẵng mình quay tiếp chui xem nữa nha ăn đó đó mọi người đó mà cái đề bữa nay cái đề của mình bữa nay ta cạn mày cạn nhách luôn mọi người cạn lòi lắc luôn khô quá không biết cái đó sao. Ôi trời mà thấy nó lung tung rồi mà thấy có nhảy rồi cái nhúng nhích đó mọi người. Cô lấy để mình xuống nè xuống thăm mình lợi luôn. Trời lội mới sướng. Mà khô nè. Mở khui. Trời ơi. Khủng khiếp mấy con người ơi. Bự không. Chèn uống lấy chèn đâu. Ủa em đâu lấy như con khủng long vậy trời. Hai cái bự. Đặt chỗ này không sai lầm của mình nha mọi người. Không sai lầm của mình luôn á. Ếch này vô ếch là bạnh như thế này mọi người.
sướng. Sướng. Chà, mình đã, cái này mình đặt phim nha mọi người. Cái này mình đã gọi điện cho cố của mình rồi mọi người. Là mình lấy thêm chục cái nữa nha mọi người. Mình lấy thêm chục cái nữa mình đánh quay cho mọi người xem nó sướng sướng hơn mọi người. Tại vì dòng rồi vô này là mình xong cái vụ kéo lúa mọi người. Vụ cái lúa mình thấy cũng rảnh rỗi rồi. Mình còn kéo vài ngày nữa mình xong rồi. Mà mình rảnh rỗi rồi. Rồi mình sẽ làm cho mọi người xem. Và những cái clip hay hay và này kia cho mọi người xem thêm nha. Chứ gì? Đây, đây mọi người, cho mọi người xem hết nè. Trời ơi là trời cũng hết. Hồi nãy giờ mình ăn mấy con hết rồi nè. Khủng khiếp không á, đại tướng không á. Không biết cốt mình bánh sao nha. Ồ ôi nè. Ôi ôi. Chưa chưa đi xuống. Đã nha. Mọi người coi thông cảm nha mọi người. Tại vì mình đi cứu một mình nên nè. Cho nên mình quay nhiều cái cũng hơi lắc nha mọi người. Rồi mình ấy mong mọi người thông cảm. Tại lúc đó giờ mình làm mình nên không mà. Đi cũng có mình nên, quay mình nên kia không mà. Có nhiều thứ nó cũng hơi lịch chụp rồi. Nó hơi lặng sạn kia. Mọi người thông cảm nha. Đây. Thôi còn mấy con nhỏ này bỏ đi. Nhỏ quá thả đấy. Giờ lớn mình bắt tiếp. Rồi để ốp nó lấy mọi người. Để về nhà mình tổng kết coi nó nhiêu. Rồi được nhiều ký nha mọi người. Giờ mình đã về tới nhà nha mọi người. Để mình căn thử ếch rồi sao nha. Đây ếch nè. Đây ếch bành bành không mọi người. Ếch bành 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 má nè. Đó. Thử cái này nè. 2 ký. Thu ngày qua mấy trăm gram rồi. 2 ký nha. Lý à. Thôi cũng chân thành cảm ơn mọi người đã bỏ chơi chút thời gian theo chương lại trải nghiệm thăm những cái bẫy nha. Hẹn mọi người trong những clip sau nha. Mọi người xem có thấy hay nhớ like đăng ký ủng hộ nha mọi người. Bye, hẹn gặp lại nha.